Giữa màn đêm tối mịt, một cha xứ phóng trên con Vespa đến một gia đình nông thôn. Cha xứ xách theo một cái vali nặng trịch rồi bước qua đám đông xì xào bên ngoài để đi vào trong nhà. Vị cha xứ có thân hình có thể đấm vào mồm bất kỳ con quỷ nào này chính là Gabriel, thái trừ tà trưởng có thật của Vatican. Nhiệm vụ của cha xứ ở đây chắc chắn là đi trừ tà rồi. Thế nạn nhân có dấu hiệu quỷ nhập gì? Thằng bé quay lại với người yêu cũ rồi bị cắm sừng tiếp. Gia đình đã cho đi bói tarot chưa? Thậm chí còn đi sông hơi rồi. Thế là cha Gabriel tiến đến, an ủi thân gia hai họ, rồi bảo họ đi ra ngoài chờ. Còn ông thì đi vào, nhìn thanh niên đang co quắp gầm rú trên giường, miệng lẩm bẩm chửi rủa xung quanh. Vừa nhìn thấy cha xứ bước vào, thanh niên kia chồm lên, tự nhận là Satan. Gabriel lập tức giơ một cái mẻ đai lên, phía trên có bốn chữ cái viết tắt dòng chữ: đầu bạn có sừng. Cha xứ bắt đầu chế giễu con quỷ chỉ đủ khả năng nhập vào đứa vừa nghèo vừa ngu, chứ đến một con lợn khỏe mạnh cũng không nhập vào được. Con quỷ bị khiêu khích thì mới xuất ra khỏi người chàng trai và chui vào con lợn. Thợ săn thấy thế thì nhanh tay xử luôn con lợn. Và đó là cách mà cha Gabriel lừa con quỷ, giống hệt cách lừa mấy thằng ngu trên mạng. Cơ mà hành động trừ tà này của Gabriel thì chưa được cho phép, thế nên là ông bị triệu tập đến một cuộc điều trần của Vatican. Thực tế là các cha xứ trẻ phản đối việc trừ tà, vì xã hội hiện tại thì không ai tin là có ma quỷ nữa. Giờ chỉ còn thế hệ của Gabriel là giữ vững niềm tin mà thôi. Mà nội bộ giáo hội thì đang xúc tiến trẻ hóa nhân sự, thế nên là làn sóng phản đối đang nắm quyền. Gabriel thì bị đưa ra khai đao bởi vì ông là trưởng hội trừ tà, và cũng bởi vì ông viết bài báo về Rosa, một cô gái bị cá nhân tội lỗi trong giáo hội ép đến tự vẫn. Nhưng mà cha Gabriel thì không phải là con lắc đơn, nên là ông chả dao động. Sếp của tao là giáo hoàng, có ý kiến gì thì cứ phản ánh lên đấy đi. Rồi cha bỏ đi trong sự tức giận của cha xứ trẻ. Rồi, đấy là câu chuyện của cha xứ. Giờ thì chúng ta sẽ đến với gia đình sắp bị ám. Đây là bà mẹ Julia, đứa con gái Amy và thằng con út Henry. Vì lao động chính trong nhà là người bố đã mất, nên là cả nhà chuyển về ở tạm tại một nhà thờ cổ của dòng họ bên chồng. Làm như thế để tiện cho Julia giám sát công việc sửa sang trước khi giao bán nơi này. Còn hiện tại thì cha xứ phụ trách nhà thờ là Esquibel. Trong khi bà mẹ kiểm tra mọi thứ thì thằng nhóc Henry lại tò mò đi khắp nơi. Khi đi sâu xuống dưới một tầng hầm, từng tiếng đùng đùng dội ra từ bên trong bức tường, khiến cho Henry tò mò nhìn vào một cái lỗ, rồi thấy được phía sau bức tường có một ký hiệu gì đó, và nó đang dần nứt ra. Thế là cậu bé bị ám một cách lặng lẽ mà không ai biết. Sang ngày hôm sau, một công nhân cũng đi qua cái lỗ đó, và thấy vết nứt ở bên kia càng lúc càng lớn. Anh này dùng pháo sáng để mà nhìn cho kỹ, thì một ngọn lửa bùng lên, biến họ thành beefsteak medium rare. Phía bên xây dựng lập tức rút khỏi nhà thờ vì lý do an toàn. Thế là gia đình Julia trở thành mục tiêu hoàn hảo để bị ám, nghèo và bị cô lập. Vết nứt trên ký hiệu sau tường càng lúc càng lan rộng, Henry thì càng lúc càng dễ bần bật trên giường. Trong sự lo lắng bất lực của mẹ và chị gái, thằng nhóc chỉ tỉnh lại được một chút, rồi tự dưng mở mồm nói ra từ đầu tiên kể từ sau khi bố mất và bắt đầu đưa hai tay cào mặt. Julia lập tức đưa con đến bệnh viện để khám, xem có phải thằng cu bị sốt không. Bác sĩ bảo thằng này điên tới nơi rồi chứ sốt xiếc cái gì. Julia vẫn chưa tìm đến giải pháp tâm linh mà là tìm cách đưa con về Mỹ để khám. Nhưng thằng bé bắt đầu chuyển qua nói giọng tông trầm, vạch áo khoe vết sẹo ghi chữ hate trên bụng và yêu cầu đưa tên thầy tu đến gặp nó. Nghe giống kiểu thánh gióng phiên bản kinh dị phết. Lúc này Julia mới nhờ cha Esquibel giúp đỡ, nhưng cha xứ bị đá ra ngoài ngay khi vừa mới bước vào, bởi vì đấy không phải là cha xứ mà con quỷ đang tìm kiếm. Trong lúc này ở Vatican, cha Gabriel đến diện kiến giáo hoàng, một phần để nói về tư tưởng của thế hệ cha xứ mới, nhưng chủ yếu để nhận nhiệm vụ đến cứu Henry. Giáo hoàng có một dự cảm xấu về tu viện mà gia đình đó đang ở, thế nên trước khi rời đi, Gabriel đã đến thư viện để tìm hiểu trước, nhưng chỉ tìm được dòng chữ ác giả ác báo trong tư liệu. Ngay sau đó, cha Gabriel phóng trên con Vespa đi giải cứu thế giới. Tu viện gia đình Julia bây giờ trông cực kỳ hoang tàn. Cha xứ xách cái vali, vừa đi vừa gọi người trong nhà. Sau khi bắt tay chào hỏi cha xứ Esquibel, Gabriel rút chai rượu ra, thanh lọc cơ thể trước khi vào việc. Julia thì đến tận giờ vẫn không hiểu tại sao giáo hội lại cử người đến. Cha Gabriel thì lại cực kỳ kinh nghiệm trong trường hợp này. Cô tưởng nó bị sốt nhưng mà bác sĩ không đồng ý chứ gì. Thế thì đã đến lúc để mà tìm kiếm giải pháp tâm linh rồi. Đúng quá, Julia chả cãi được. Gabriel liền bước vào phòng của Henry. Cậu bé dường như đang ngủ. Cha xứ thấy thế thì nhẹ nhàng mở cái vali đồ ra, lấy chiếc mề đai đầu bạn có sừng mà cầm chắc trong tay. Ông lấy một chiếc ghế để ngồi cạnh giường và bắt đầu tụng kinh. Con quỷ nghe thấy liền lập tức mở mắt dậy phàn nàn. Cha xứ lập tức dí cái mề đai sát mặt thằng bé rồi di chuyển qua lại hai bên. Mắt thằng bé lập tức tách ra để lộ một cái đồng tử vàng khè với con ngươi dài hẹp. Cha xứ lúc này chắc chắn thằng bé bị ám rồi, nên bắt đầu gợi chuyện với con quỷ, cố gắng tìm hiểu mục đích của nó khi mà nhập vào thằng bé. Con quỷ cợt nhả bảo nó đến vì linh hồn tội lỗi của cha xứ, nhưng bị hỏi tội lỗi như nào thì không biết. Gabriel hả hê đưa tên chúa ra để mà dọa con quỷ. Con quỷ cũng đánh đá quăng cái thanh giá xuống đất. Mày không biết đang phải đối đầu với ai đâu, thế thì nói cho ta tên của ngươi đi. Hãy gọi tao bằng tên của mày đi. Elio Oliver.
Thế là con quỷ gợi lên ký ức trong cha xứ. Từ ngày ông giả chết để mà tránh khỏi kẻ thù trong thế chiến, cổ họng của Henry tự dưng cuộn lên, rồi nôn ra xác của một con chim gì đó. Gabriel thấy thế, biến sắc chạy ra ngoài, bảo với gia đình là trong thằng bé có chim, không phải là chim của ông, và thuyết phục Julia tin vào Chúa, tin tưởng giao cho cha xứ xử lý chuyện này. Trong lúc đó, Amy đang nằm trong phòng, thì có tiếng gõ cửa vang lên. Cô bé bước sang phòng em trai, thì thấy thằng bé đang ngủ. Nhưng mà tiếng gõ cửa thì vẫn cứ rộn ra từ trong tường. Đúng lúc đó, Henry mở đôi mắt đỏ ngầu, gầm gừ đe dọa cô chị. Amy sợ điếng người, lao thẳng về phòng. Đúng lúc đấy, chuông điện thoại lại vang lên. Cô nhấc máy và nghe thấy tiếng người bố đã mất ở đầu bên kia, nguyên rủa cả gia đình sẽ phải chết. Mặc dù đấy là fact, nhưng mà Amy cũng sợ phết và chạy vội xuống chỗ mẹ, nức nở kể lại mọi chuyện. Cha xứ thấy thế thì lập tức bắt tay làm việc. Trên lý thuyết thì họ sẽ phải cầu nguyện liên tục bên cạnh cậu bé, như thế sẽ làm con quỷ đau đớn và nó sẽ phải đầu hàng mà khai ra cái tên, rồi giải ngứa lên trời mà trời bị trục xuất. Trước khi làm thế thì Esquibel phải thú tội, và cha xứ này mới lộ ra rằng là 8 tháng rồi anh không làm thế. Như thế thì không bình thường tí nào, vì chả có ai trong sạch được 8 tháng cả. Gabriel muốn hỏi nhưng đành thôi, việc cứu đứa bé quan trọng hơn. Cha xứ Esquibel thì chưa phải trừ tà bao giờ, nên Gabriel dặn dò anh đừng náo núng, cứ mặc kệ con quỷ, đừng quan tâm lời nó nói. Nếu biết joke thì cứ thoải mái, vì quỷ không thích thế. Ban đầu thì hai cha xứ cứ mặc kệ con quỷ làm nhảm mà làm việc. Tao sẽ ụ mày và mày sẽ chìm trong tội lỗi vì đã lên đỉnh cùng với một con quỷ, và pháp luật sẽ trừng trị mày vì làm thế với một đứa bé. Cha Gabriel chỉ đáp lại nó bằng lời cầu nguyện trong kinh thánh, khiến cho con quỷ co quắp lại vì đau đớn. Nhưng đột nhiên, điện bị cắt, cô gái Rosa xuất hiện trước mặt Gabriel. Và rõ ràng đấy là điểm yếu trong tâm trí của cha xứ. Đôi mắt của Gabriel cứ nhập nhằng hình ảnh của Rosa và Henry đang quằn quại trên giường. Rồi mọi thứ trở lại bình thường. Con quỷ bật dậy với giọng đắc thắng vì đã tìm ra điểm yếu của hai cha xứ. Của Esquibel thì là việc anh đang gian díu với con gái của một tín đồ. Esquibel mất bình tĩnh và lao đến chút giận vào đứa bé. May mà cha Gabriel ngăn lại kịp. Ngay khi hai người muốn rút ra khỏi phòng, con quỷ bỗng nhiên bảo là họ đã bị lừa và giáo hội sẽ sụp đổ từ bên trong. Và nhờ những câu này mà đoạn sau Gabriel hiểu ra và ngăn cản được mọi chuyện. Không muốn nói đâu nhưng mà con quỷ này ngu vãi. Gabriel đến tìm Esquibel để nói chuyện, thì biết được rằng Esquibel thực sự thích cô gái kia, chứ không phải đi làm nông dân chăn cừu, thậm chí nói dối sẽ hoàn tục để làm đám cưới. Gabriel không lên án, mà chỉ lặng lẽ làm lễ xá tội cho anh. Esquibel thì hỏi ngược lại về Rosa, nhưng Gabriel chỉ tiết lộ rằng đấy là cô gái mà lẽ ra ông nên cứu giúp thôi. Câu chuyện về Rosa thì đoạn sau mới rõ được. Gabriel lôi ra quyển sổ và đưa Esquibel để học thuộc đoạn kinh trong đó. Đột nhiên, ông nhận ra ẩn ý của con quỷ, nên dặn dò Esquibel đứng ngoài cửa cầu nguyện, còn ông chạy ra cái giếng bên ngoài và tìm cách cậy nắp giếng lên. Gabriel đốt một tờ giấy rồi thả xuống giếng, lộ ra một đường hầm đầy đầu lâu, sâu hun hút xuống dưới, rồi lửa bùng lên, phụt ra khỏi miệng giếng. Thánh giá trong nhà bắt đầu lộn ngược lại hết. Chỗ bà mẹ Julia ngủ thì xuất hiện một bàn tay nắm bịt miệng cô, rồi kéo cô lún sâu vào trong giường. Cha Esquibel thì bị Henry cắn mất một mảng tai. Amy thì bị đánh bay khỏi giường. Cô bé trốn vào tủ quần áo thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Giấy dán tường đột nhiên xuất hiện những vết cào xé. Cha Gabriel quay vào thì gặp Esquibel đang đau đớn ôm tai. Rồi ông chạy theo tiếng hét, cứu được bà mẹ thoát khỏi chiếc giường, và cuối cùng là cứu Amy ra khỏi tủ quần áo. Sau khi trấn an và đưa hai mẹ con về giáo đường ngủ, Gabriel chỉ cho Esquibel chiếc giếng và chui xuống dưới tu viện để tìm kiếm lối vào. Thế là cả hai tìm ra được lỗ thủng trên tường. Gabriel dùng búa tạ đập vỡ bức tường, lộ ra căn phòng phía sau. Giữa phòng có một lồng sắt chứa xác của một linh mục. Đây là nghi thức bảo vệ linh mục trong trường hợp lễ trừ tà thất bại. Như thế con quỷ chắc chắn là đến từ phía sau cánh cổng này. Trong lúc đó, ở Vatican, giáo hoàng đang nghiên cứu tư liệu về tu viện kia, nhưng tất cả đều đã bị đè chữ để không ai đọc được cả. Giáo hoàng tìm được một bức thư kẹp trong tư liệu, thông báo về một thế lực tà ác đã chiếm lấy tu viện kia. Tà ác đến mức giáo hoàng lên cơn đau tim ngay lúc đó. Quay lại bên này thì Gabriel đã tìm được chìa khóa cổng trong bụng linh mục và cùng Esquibel đi sâu vào trong. Và hình như là họ quên mất rằng hai mẹ con đang cần được họ bảo vệ. Họ tìm thấy một cái xác khác trong hang đá. Cái xác này thì cho vật phẩm nhiệm vụ là một quyển nhật ký mang biểu tượng tòa án dị giáo. Cốt truyện nói chung là một con quỷ nhập vào một thầy tu rồi trà trộn vào giáo hội và chi phối họ để mà làm ra những điều khủng khiếp. Hay phết, kẻ nào thối thì đổ hết cho quỷ. Giáo hội đã che đậy việc này và phong ấn con quỷ ở tu viện này. Bên trong nhật ký còn có một tấm bản đồ ghi lại những nơi mà giáo hội phong ấn quỷ. Và con quỷ ở đây là vua địa ngục Asmodus, và hắn muốn giải phóng tất cả đồng loại để tập hợp thành một đội quân. Bên kia chiến tuyến, ba mẹ tỉnh dậy mà không thấy Amy đâu, nên đã cầm vũ khí mà loài người sợ nhất để mà đi tìm con quỷ, một cái kim tiêm. Đúng thật là Amy nắm tay Henry cười khúc khích. Chúng đồng thanh đáp lại lời của mẹ với cùng một tư thế. Julia cố gắng giả vờ bình tĩnh đến gần, kéo Amy ra khỏi tầm tay con quỷ. Nhưng Julia bật ngược vào gương, rồi lơ lửng như có ai đang siết cổ cô. Amy cũng không thoát được sức mạnh đó. Con quỷ vặn ngược đầu cô bé lại,
để mà nhìn thẳng vào người mẹ đang vùng vẫy. Nhưng ngay sau khi tên của nó được Gabriel gọi lên ban nãy, con quỷ gào lên đau đớn và cái sức mạnh vô hình đang hành hạ hai mẹ con biến mất. Amy nhân cơ hội tiêm thuốc an thần cho Henry và hai mẹ con đã thoát nạn. Trong lúc đấy, hai ông cha xứ vẫn mải mê làm nhiệm vụ cốt truyện và nhận ra con quỷ này muốn giở trò cũ, đấy là chiếm lấy Gabriel để mà thâm nhập vào giáo hội, rồi chiếm lấy giáo hoàng. Gabriel nhận ra lần trừ tà này khó nhằn rồi, nên là muốn xưng tội lần nữa về Rosa. Đầu tiên là việc giả chết ở chiến trường, thôi thì coi như đấy là ân huệ của Chúa, và ông sẽ dành hết cả đời để phụng sự người. Tiếp theo là chuyện của Rosa. Gabriel được cử đến xử lý vụ án của cô. Ông kết luận rằng Rosa không bị ám, nên cho rằng ông chẳng có chức trách gì mà phải giúp cô ta cả. Thế nên Gabriel phạm tội kiêu ngạo vì coi bản thân là thầy trừ tà cao quý mà không giúp đỡ Rosa. Điều này vẫn cứ dằn vặt cha xứ đến tận bây giờ. Xong xuôi lễ xá tội thì cả hai bắt đầu chuẩn bị lễ trừ tà. Esquibel thì được nhận chiếc mề đay đầu bạn có sừng, hai mẹ con kia thì được chúc phúc, con quỷ cũng gào lên một tiếng, tuyên bố đã đến lúc để phân thắng bại. Henry bây giờ trông như đem vào làm mắm được rồi. Màn dạo đầu thì cũng thế, con quỷ thì chửi rủa, cha xứ thì cầu nguyện, nhưng mà con quỷ đã nắm rõ điểm yếu của hai cha rồi. Nó liên tục tấn công tinh thần của hai người. Cơ mà hai cha cũng đã thật lòng xưng tội hết rồi, nên họ dùng niềm tin mãnh liệt mà tiếp tục cầu nguyện. Con quỷ gào lên đau đớn rồi ngã vật ra giường. Giọng nói của Henry dần trở lại là một cậu bé, nhưng Gabriel vẫn cảnh giác, bảo Julia dùng tình mẫu tử để tiếp tục cảm hóa cậu bé. Dưới da của Henry bắt đầu nổi lên một cục, từ từ di chuyển quanh người. Cậu yếu ớt cầu xin giúp đỡ rồi lịm đi. Đến nước này, Gabriel phải bước đến kiểm tra. Khi vạch áo cậu bé lên thì thấy dòng chữ Chúa không ở nơi này. Hóa ra con quỷ không còn chỉ ám Henry nữa, mà Amy cũng trở thành nô lệ của nó. Đột nhiên cô bé trèo lên trần nhà, pose dáng, rồi lại nhảy xuống. Giờ hơi vãi cứ. Trong lúc đấy, con quỷ trong Henry cũng mở mồm đòi linh hồn của Gabriel. Còn Amy thì bắt đầu tấn công Julia. Esquibel bị thắt cổ bằng chiếc khăn choàng. Gabriel đành phải đồng ý để con quỷ chiếm giữ ông và buông tha cho gia đình Julia. Gabriel bảo Esquibel đưa mọi người chạy trốn, còn ông cố gắng chống chọi lại con quỷ bên trong. Chẳng hiểu sao tít ở Vatican, vị cha xứ trẻ phản đối Gabriel như lên cơn phát điên. Quay trở lại với Gabriel, ông cố gắng tự vẫn mà không được. Con quỷ điều khiển ông chạy thẳng xuống chỗ hang đá để nó quay lại với ngai vàng ở dưới. Cha xứ vẫn cố gắng kháng cự lại sự kiểm soát. Đúng lúc đó, một vị thánh xuất hiện từ vũng nước ngay trước ngai vàng. Gabriel quỳ xuống trước thánh tích hiển linh, nhưng đấy lại chính là bản thể của con quỷ, và tâm trí của Gabriel hoàn toàn sụp đổ. Esquibel sau khi đưa ba mẹ con ra ngoài liền quay xuống đối mặt với con quỷ đã chiếm giữ Gabriel. Esquibel mặc kệ lời châm biếm và cố gắng dùng đức tin để kết nối với linh hồn của Gabriel. Con quỷ tức giận khi nghe thấy tên Chúa, những cái cột xung quanh bắt đầu hiện lên một đống những hình lồng đèn ông sao. Esquibel vẫn tiếp tục tập trung cầu nguyện, dùng sức mạnh của Chúa và lợi thế khi đã biết tên con quỷ để kéo nó ra khỏi người của Gabriel. Con quỷ buộc phải tạo ra một bản sao để tấn công Esquibel, còn nó thì tìm cách làm tinh thần của Gabriel suy yếu để chiếm hữu lần nữa. Esquibel dùng chiếc mề đay đầu bạn có sừng diệt đi bản sao con quỷ, rồi ném thánh giá cho Gabriel. Gabriel lập tức dùng thánh giá dí vào đầu con quỷ. Chiêu này thì chỉ hữu ích khi mà dùng với bản thể của nó. Cuối cùng, hai cha xứ cùng nhau đọc kinh trừ tà, đuổi con quỷ trở về địa ngục. Cả hai lúc này mới nhẹ nhõm ngồi xuống, lôi rượu ra uống. Vài ngày sau, giáo hoàng triệu tập Gabriel và Esquibel, thông báo về việc cha xứ trẻ kia đã đi nơi khác và một vị cha xứ thuộc phe già giờ sẽ tiếp quản mọi chuyện. Cha xứ già kia dẫn hai người đến nơi nghiên cứu thánh tích của Vatican và giao nhiệm vụ cho họ trừ tà hết 199 địa điểm trên bản đồ tìm thấy trong tu viện. Thế là cuộc hành trình của cha xứ Gabriel tiếp tục, dù là bây giờ nó nghe giống kiểu hành trình bắt Pokemon xấu xa hơn. Đây là Vịt, xin chào và hẹn gặp lại.